Từ sáng 21 tháng 12, ứng dụng đào tiền ảo P-Network đã không còn xuất hiện trên kho ứng dụng Google Play dành cho điện thoại chạy hệ điều hành Android. Giám đốc một công ty an ninh mạng đề nghị không nêu tên nhận định app P-Network bị gỡ khỏi kho ứng dụng Google Play có thể do hai nguyên nhân. Hoặc Google gỡ do vi phạm chính sách hoặc chủ app tự xóa app hoặc ẩn app. Đồng thời nó vẫn có thể xảy ra trường hợp liên quan đến chính sách khác như vùng, địa phương, độ tuổi, phiên bản của hệ điều hành. Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn không chỉ trong giới những người chơi Pi mà còn cả cộng đồng mạng. Những người dùng mới hoặc người dùng đã lỡ tay xóa app cũ hoặc đổi sang thiết bị mới hiện không thể tải app Pi Network từ kho ứng dụng chính thống về máy. Họ chỉ có thể tải ứng dụng P-Network theo dạng không chính thống tập tin có đuôi .apk từ các trang, diễn đàn, nhóm chia sẻ. Theo phản ảnh của nhiều người dùng, ứng dụng P-Network trên ứng dụng App Store dành cho điện thoại chạy hệ điều hành iOS vẫn được tìm thấy và tải về bình thường. Dù không còn trên kho ứng dụng Google Play nhưng ứng dụng P-Network đã cài đặt trên điện thoại vẫn hoạt động bình thường, không có tín hiệu bất thường nào xảy ra. Khá nhiều thắc mắc của người dùng xung quanh câu chuyện app P-Network bỗng dưng biến mất khỏi Google Play đã được đưa lên thảo luận trên các nhóm chuyên về đồng tiền ảo Pi. Một số người dùng có hiểu biết trấn an khi cho rằng việc gỡ app khỏi kho ứng dụng Google Play nằm trong kế hoạch đã được dự tính của Pi Network và thời gian tới. Người dùng sẽ phải cài ứng dụng Pi trên máy tính để bàn PC để đào Pi thay vì dùng app trên điện thoại di động trên trang chủ Pi Network cho biết. Ứng dụng Pi Network hiện đang trải qua việc đánh giá theo chu kỳ nên không có sẵn cho người dùng tải xuống thông qua Google Play. Chúng tôi hy vọng ứng dụng sẽ sớm xuất hiện lại trên kho ứng dụng này. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.